Xin mời thí sinh kế tiếp, Hồng Nhung, Thanh Trọng. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời tụi em gửi lời chào đến anh Trấn Thành, anh Trường Giang. À, gửi lời chào đến anh Ngô Kiến Quy. À, cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. À, em tên là Thanh Trọng, quê em ở Bến Tre ạ. Dạ, em tên là Hồng Nhung, quê em ở Long An ạ. Hai bạn sao biết nhau? Dạ, tụi em nhờ đi thi casting rồi hai người biết nhau. Rồi, sau đó mình hỗ trợ nhau trong việc thi cử đúng không? Dạ. Hôm nay mình đã có chuẩn bị tiểu phẩm nào nó nhẹ nhàng đơn giản như dáng chưa? Dạ rồi dạ. Công việc của mình hiện tại là gì? Dạ, em là sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn ạ. Còn bạn gái? Dạ, hiện tại em là nhân viên văn phòng ạ. Hai bạn đều mê hài hết hả? Tụi em đến đây là có hai cái mục đích. Thứ nhất là tụi em thỏa sức được cái gọi là cái đam mê hài của tụi em, có thể đem cái ý tưởng của mình lên sân khấu. Cái thứ hai là chúng em muốn có một cái kinh phí để tụi em đi học sân khấu kịch, tại vì tụi em mê kịch. Rất là đam mê, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội thực hiện được. Gia đình thì không có cho phép. Mình nên làm cái gì đó để chứng minh cho gia đình thấy là mình làm được, đúng không? Dạ, đến đây là để cho, nếu mà may mắn để cho cha mẹ thấy thì có thể cha mẹ sẽ suy nghĩ lại. Đúng rồi, trước tiên là mình thấy là mình dám làm cái đã. Ráng vui luôn thì càng tốt. Dạ. Tụi em có một mớ tiền, tụi em sẽ có được cái bằng chứng để mình nói chuyện bố mẹ là con cũng thích hợp đó chứ bộ. Cảm ơn anh ạ. Ok, rồi, cố gắng lên. Dạ, cảm ơn ạ. Đúng vậy. Cái gì vậy? Hết hồn mà, đang bi mà. Chúng ta phải cố gắng. Nãy giờ chúng tôi đã hy vọng. Cố lên nha. Bị sang chấn tâm lý. Mới bị cú sốc, mấy đứa thông cảm nha. Tách. Dạ. Xưa ba má cấm em theo nghề phải không? Không phải. Sao giờ em đồng cảm dữ vậy? Em thấy các bạn ấy có một cái nghị lực phi thường. Vậy hả? Cố lên. Cố lên. Phải tính. Nào, Hồng Nhung và Thanh Trọng ơi, các bạn có chuẩn bị đồ cụ gì hay không? Dạ chưa hay anh. Tụi em có món quà muốn gửi đến anh Thành, anh Giang và anh Quy ạ. Quà nữa hả? Sao được mùa vậy? Dạ cho anh, em rất là thích anh. Em tên là Hồng Nhung cho nên là em gửi anh một bông hoa hồng. Dạ anh luôn gửi, nhớ tới em, tên cảm em. Cảm ơn em. Dạ. Em tên gì vậy cưng? Dạ em tên Thanh Trọng. Thanh Trọng. Em không có gì gắn liền với tên anh thôi. Em bắt chước chị Nhung, em mua bông hồng giống như chị Nhung luôn. Anh tặng anh. Nhưng mà bông hồng này em mua từ hồi 5 giờ sáng mà đợi tới giờ nó héo quá trời luôn. Không sao hết, có lòng là được. Dạ, anh nhớ để dành nha. Nó mà tên nha đam cái không chừng nó thành lô hội. Rồi, tôi cảm ơn tụi em. Dạ, còn anh Quy nữa. Dạ, anh Quy, anh có thể xuống đây gặp tụi em xíu được không? À, được. Tặng cái bắp nè. Sao tự nhiên cái chữ xíu này tôi thấy lành đích dữ nhiều vậy ta? Thỉnh từ điện xuống, trời ơi, chắc là vào hoành tráng lắm. Trái bắp, trái bắp. Đúng rồi, em định tặng anh trái bắp mà nãy đợi lâu quá hai đứa ăn luôn rồi. Nên là em tặng anh món quà khác. Nè, cái này mới vui nè. Đó. Dạ, em tặng anh món quà khác, em tặng anh cục kẹo bắp. À, còn em à, không được trái được cái cục kẹo. Ăn ba cái này dính răng lắm, anh lấy ăn xong nhớ sửa răng nha. Chu đáo vậy muốn gì nữa? Không có giỡn, tặng nguyên bịch luôn. Trời ơi, mấy đứa em này thiệt á, khách sáo quá à. Trời ơi, mấy đứa em này thiệt á, khách sáo quá à. Anh em mê anh Quy lắm luôn á. À, sau khi ăn bắp xong xỉ răng xong thì bé tặng bịch dâu tay liền. Dạ. Mình quay lại chương trình nha tụi em. Ăn xong nhớ cho anh Thành với anh Giang ăn với nhau. Được, được. Anh sẽ, tại vì anh Thành là anh Giang là mấy ảnh đang trong chế độ tăng trọng. Cảm ơn em, anh sợ tiểu đường, ăn bình đi. Rồi, bây giờ mình vô tiểu phẩm chưa? Dạ rồi. Dạ. Ừ, tụi em có thể thoải mái nha, đừng lo thời gian nha. Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ, cho tụi em chuẩn bị đạo cụ. Rồi. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Xin chào mừng quý khách đã gọi đến tổng đài Cái Giống Gì Cũng Biết của chúng tôi. Cước phí liên hệ là 3.000 đồng một phút. Trời ơi, tấm đài gì mắc vậy trời. Này nha, 2.500 phút thôi, mắc quá thèm gọi. Cước phí liên hệ là 3.000 đồng một phút. Rồi, thôi, 3.000 phút rồi chị. Chị làm bơ làm phút quá, chị chỉ em đường đến nhà xin gần nhất chị ơi, em gấp lắm rồi. Quý khách vui lòng nhập cách phím sau đây để liên hệ. Nhấn phím 3 thì yêu gặp nhau là duyên. Nhấn phím 2 thì khi hết duyên tự đi. Nhấn phím 1 để trở về phím 2, nhấn phím 0 để trở về phím 3. Sau đó nghe hết bài Mưa Sao Băng rồi chỉ tiếp. Ê, được, bài đã hết lắm rồi chị. Buổi sáng bình yên em và anh đùa vui. Ê, mà không được, bài này dài lắm, 3 phút mấy nghe xong xả mưa ở đây luôn.
Là anh Quy, anh làm ơn bóp hát bài nào ngắn là thôi, bóp thôi. Mà không được, 3 giây thôi anh, em hết chịu mà anh gấp lắm rồi. Bọn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây và thật là tài rồi. Ô khoan khoan, hồi nãy khán giả cười cái gì vậy? Tôi thấy quý vị cười thì tôi tưởng hết tôi cười theo đó. Khán giả là người nhà của hai bạn này. Ủa vậy thôi đó hả? Tôi cảm giác như tôi bị lừa dối á. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên cái một người súm vô cười, tôi tưởng chuyện gì, tôi bị cười theo, tôi tưởng hết giờ rồi. Bé này cái nhịp nó chắc mà cái mặt nó thấy ghét lắm kìa, nó ngồi mà giọng mày. Ấn phim hài, ấn phim bài đó, cái đó được. Đáng đó. Lẽ là cười đó, nói chậm lại nhấn nhá xíu là cười rồi đó. Chị làm bơi làm thuốc á, chị em đường nó nhà sinh gần nhất, chị ơi em gấp lắm rồi. Quý khách vui lòng nhập cách phím sau đây để liên hệ. Nhấn phím 3 thì yêu gặp nhau là xuyên. Nhấn phím 2 thì khi hết xuyên tự đi. Nhấn phím 1 để trở về phím 2, nhấn phím 0 để trở về phím 3. Sau đó nghe hết bài mưa sao băng rồi chỉ tiếp. À mới vô là cái ăn dễ thương liền. Alo, chào mừng quý khách gọi đến cái tổng đài cái giống gì không biết. Lại cưng rồi đó. Dạ. Dễ thương. Mà chỉ có nói là chưa có nhấn nhá, đàng hoàng nhấn lên chút xíu nữa là cười. Cái ông này cũng diễn hấp tấp quá à. Dạ rung quá trời. Diễn là phải nhường bé nè, bình tĩnh cái mặt. Ngồi bình tĩnh, thái độ như mẹ người ta. Thấy không? Tổng đài mà làm nhăn hết của con nội nó vậy. Làm vậy mới dễ thương. Tức quá. Tự nhiên tôi bị lừa cười cái. Em diễn á, giờ nếu không diễn vòng 2 nữa thì anh khuyên nè, mình diễn chậm rãi từ từ mà có tâm lý. Hồi nãy là em bị diễn bên ngoài là mắt toilet, nhưng mà ở trong em không có mắt toilet. Dạ hiểu. Còn bé này thì nó tự tin nhiều rồi. Diễn tiếp đi. Hai bạn quyết định thi tiếp ạ? Dạ thi tiếp ạ. Rồi thi tiếp. Rồi chuẩn bị. Chuẩn bị. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mọi người ơi, mọi người ơi, hôm nay trời đẹp rạng ngời, trăng thanh gió mát, gió thổi lồng lộng. Gió thổi mát đến nỗi chị ông nâu và anh bướm bảy màu phải đập đầu vào nhau mà không hề hay biết mọi người ơi. Nhưng ngày đẹp trời như vậy, shop chúng em thập cẩm hai trứng xin livestream giảm giá các mặt hàng nhóm anh chị ơi. Mặt hàng đầu tiên, dép tổ ong hiệu Trường Giang, dép hiệu Trường Giang mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, dép hiệu Trường Giang vừa rẻ vừa đẹp vừa sang, mang chắc mặt bền mọi người ơi. Dép hiệu Trường Giang ăn đem cầm trên tay với size 5L, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L nằm trong kẹt nha mọi người ơi, mọi người ơi. Chị Nhã Phương, à dạ chào chị Nhã Phương ơi. À, có màu trắng không em, chồng chị nào giờ mang màu trắng không hà? Dạ chị Nhã Phương ơi, chị vui lòng nói anh Giang chồng chị thanh toán giùm em nguyên lố dép hà màu trắng nào giờ anh mang mà anh chưa trả tiền cho bên em nha chị. Dạ dạ chị Nhã Phương ơi, chị làm ơn phước chị nói chồng chị trả tiền cho tụi em đi chứ tụi em màu nào cũng nhập về màu trắng vậy anh không trả tiền về không dám nhập gì nữa nha chị. Dạ màu nào cũng có nha chị. Chị Nhã Phương cho chị một đôi màu hồng sơn. Hết thời gian à. Chị Nhã Phương hiện tại đang ở trong phòng thương gia. Vô mà đòi. Vô đó lấy tiền nha. Yeah. Hơi uổng à, sao cái kịch bản cái ý cười yếu vậy? Dạ tại gấp không chị quên. Bé này cái năng khiếu rất là có nhiều, năng khiếu đậm đà luôn. Nên theo nghề. Báo cho cha mẹ biết tin vui luôn là em mà theo học nghề, em sẽ có khả năng làm nghề. Phát âm tốt, nói chuyện tốt, nhịp tốt, nhấn nhá và thái độ. Cái thái độ em nói chuyện với một cái điều gì đó nó rất là tốt và có duyên. Cái mặt rất là có duyên. Có bạn trai chưa? 2018 còn hỏi bạn trai nữa. Hả? 2018 còn hỏi bạn trai nữa. Chứ gì, không lẽ có con rồi. Ý là giờ mà ế là xu thế. Dạ, à, dạ không, có bạn trai rồi. Ý nói 2018 còn hỏi có bạn trai chưa nữa ngại. Nói thằng kế bên tôi xỉu liền cái nè. Chị em. Bạn kế bên á, nếu em muốn theo nghề em phải học nhiều nữa lắm. Không phải là không được. Nói chung hiện nay ít ra là em phát âm cũng được, nói chuyện cũng được. Nhưng chỉ có cái là em chưa có cái duyên hài thôi. Em theo nghề cũng được thì em diễn mấy cái vai khác. Nhưng mà nếu mà em muốn thành công thì em phải học rất là nhiều. Và em phải chịu khó hơn người ta nhiều lắm thì mới làm được. Thì hiện tại đứng trên chương trình thì là em chịu khó nhiều lắm luôn. Em cố gắng, có mấy bạn đã bỏ cuộc nhưng em không bỏ. Em có khi mà em đi casting đi chú tới 12 giờ đêm em vẫn đi, em vẫn không bỏ. Nhưng mà nhớ nghe anh nói nè, có những chuyện nó thuộc về mình, có những chuyện nó không thuộc về mình. Anh nói ví dụ như có một cái người mà người ta không có khả năng hát á, cái muốn làm ca sĩ học 10 năm nó cũng không hát được. Em hiểu anh nói không?
chứ không phải là cứ nó đi luyện thanh là làm ca sĩ được. Có những cái cần cù nó không làm được, cần cù chỉ là làm cho nó bớt dở thôi. Em thì không tới nỗi dở, nhưng mà hiện nay thì chưa có tốt. Bạn nữ có khả năng. Nếu anh khuyên thì anh khuyên em nên theo nghề. Nếu cha mẹ em đồng ý cho em học thì tốt. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Chúc tụi em may mắn. Cảm ơn hai bạn ạ. Vì sao lại mê hài, nói chú nghe coi. Dạ, tại con mê một anh trong hài đó, thế là con theo hài. Mê anh nào vậy? Who that boy? Tôi muốn biết người đàn ông đó nha. Tại con mê chú quá. Trời ơi. Trời ơi. Không có gì phải ngại em ạ. Tình yêu là phải nắm bắt, nó không tự chạy tới đâu. Anh ta, tại sao lại lừa dối em? Anh nói đi. Anh tin anh xịn. Không sao đâu. Chú Huy bị hại là chú chứ Thành vui đó. Thiệt. Ai nào còn có tóc quăng, bây giờ Huy đã ngồi lên bàn thờ. Hài như vậy cũng chịu nữa. Hài vậy cũng dám mà nghe. Giờ đó không mẹ thằng Huy á, nó kêu chia tay nhỏ phương chia tay. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường khó tiền. Gió vũ trường giang đã giết đi đứa em ruột của anh. Chọn mặt dễ dàng sai chỗ. Đón xem tập 12 Thách thức danh hài mùa năm phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.